Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Video clip này Điệp xin cập nhật bản cập nhật hàng tháng thời gian giải quyết hồ sơ tại Sở Di trú Mỹ USCIS, cập nhật đến ngày 26 tháng 8 năm 2021. Qua bản cập nhật này, Sở Di trú sẽ cập nhật thời gian giải quyết các đơn mà cô chú và các anh chị đã gửi cho Sở Di trú như đơn Y-129F, đơn Y-130, đơn Y-485, đơn Y-751, đơn Y-90, đơn Y-140 và đơn Y-526. Xin mời cô chú và các anh chị cùng xem chi tiết. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Sau khi hồ sơ của cô chú và các anh chị gửi cho Sở Di trú, Sở Di trú nhận được thì Sở Di trú sẽ gửi lại một thư biên nhận, thông thường là mẫu thư Y-797C. Cô chú và các anh chị có thể xem trên góc bên phía bên tay phải của mẫu biên nhận có để Y-797C. Trong thư biên nhận này thì chúng ta cần lưu ý một số cái thông tin để chúng ta theo dõi hồ sơ với Sở Di trú. Số 1 là tên đơn và loại đơn. Ở số 2 là mã biên nhận hồ sơ, thông thường bắt đầu bằng chữ WAC kèm theo một dãy số hoặc là IOE kèm theo một dãy số. Ở số 3 là ngày nhận hồ sơ của Sở Di trú. Và số 4 ở cuối thư sẽ là trung tâm thụ lý hồ sơ của Sở Di trú, thụ lý hồ sơ mà cô chú và các anh chị đã nộp. Ký hiệu của các trung tâm Sở Di trú thụ lý hồ sơ của cô chú và các anh chị đã nộp. Ký hiệu WAC hoặc là CSA là trung tâm dịch vụ California. LIN hoặc là NSC, trung tâm dịch vụ tại Nebraska. ESC, trung tâm dịch vụ Potomac. SRC hoặc là TSC, trung tâm dịch vụ tại Texas. EAC hoặc là VSC, trung tâm dịch vụ Vermont. Và mã IOE là khi hồ sơ của cô chú và các anh chị được nộp online, thì có thể là trung tâm Texas, Cali hoặc Nebraska hoặc là Vermont. Cô chú và các anh chị xem ở cuối thư Y-797C sẽ có tên của trung tâm thụ lý hồ sơ. Ví dụ như hồ sơ của cô chú và các anh chị có receipt number, mã biên nhận là WAC kèm theo một dãy số, thì có nghĩa là hồ sơ đã được xử lý tại trung tâm dịch vụ California của Sở Di trú. Đối với trường hợp nếu như nhận biên nhận là có mã số là NBC hoặc là MSC là tại trung tâm phúc lợi quốc gia, và nếu như cô chú và các anh chị đã nộp các mẫu đơn như là Y-485, diện việc làm hoặc là diện gia đình, mẫu N-400 hoặc là mẫu N-600, thì cô chú và các anh chị cần kiểm tra thời gian xử lý tại văn phòng của địa phương. Sở Di trú sẽ không có cập nhật thời gian xử lý hồ sơ của hai mã số này trên hệ thống của Sở Di trú. Ký hiệu của các loại đơn đã gửi cho Sở Di trú. Y-129F là đơn bảo lãnh hôn phu hôn thê. Đơn Y-130 là đơn bảo lãnh thân nhân. Đơn Y-485, đơn xin thay đổi thường trú hoặc là thay đổi tình trạng. Đơn Y-751 là đơn xin đổi thẻ xanh từ 2 năm qua 10 năm. Đơn Y-90 là đơn xin thay thẻ thường trú nhân. Đơn Y-140 là đơn xin lao động định cư, thông thường là EB3, là EB3. Đơn Y-526 là đơn xin đầu tư định cư, là diện EB5. Theo thông tin từ Sở Di trú, thời gian trong bản cập nhật này, Sở Di trú dựa trên dữ liệu được thu thập khoảng 2 tháng trước khi Sở Di trú công bố, và thời gian có thể thay đổi mà không cần phải báo trước. Cách ghi trong bản cập nhật này: tháng đầu tiên là 50% hồ sơ được giải quyết. Ở tháng thứ hai là 93% lượng hồ sơ được giải quyết tại Sở Di trú.
và ngày tháng năm, là hồ sơ có ngày biên nhận này cần liên hệ lại với sở di trú vì đã trễ thời gian giải quyết hồ sơ. Theo thông tin được sở di trú Mỹ cập nhật vào ngày 26 tháng 8, thời gian giải quyết hồ sơ từ 50% đến 93% lượng hồ sơ đang ở tại sở di trú. Đối với hồ sơ nộp đơn Y-129F là đơn bảo lãnh hôn phu hôn thê diện K1. Tại trung tâm California, thời gian giải quyết hồ sơ từ 6 đến 8 tháng. Ngày mà hồ sơ có ngày ưu tiên cần liên hệ với sở di trú là ngày 28 tháng 12 năm 2020. Tại trung tâm Vermont, từ 8 đến 10 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 25 tháng 10 năm 2020. Đối với đơn Y-485 là đơn đăng ký thường trú hoặc là thay đổi tình trạng. Tại trung tâm California, thời gian giải quyết hồ sơ từ 15 tháng rưỡi đến 51 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ với sở di trú là ngày 25 tháng 5 năm 2017. Tại trung tâm Nebraska, từ 11 tháng đến 23 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 30 tháng 9 năm 2019. Tại trung tâm Texas, từ 24 tháng đến 62 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 16 tháng 6 năm 2016. Đối với các đơn Y-751 là đơn đổi thẻ xanh từ 2 năm qua 10 năm. Tại trung tâm California, từ 6 tháng rưỡi đến 24 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 23 tháng 8 năm 2019. Tại trung tâm Nebraska, từ 17 tháng đến 36 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 15 tháng 8 năm 2018. Tại trung tâm Potomac, từ 20 đến 22 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 5 tháng 11 năm 2019. Tại trung tâm Texas, từ 4 tháng rưỡi đến 7 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 25 tháng 1 năm 2021. Và tại trung tâm Vermont là từ 9 đến 16 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 7 tháng 5 năm 2020. Đối với đơn Y-90 là đơn xin thay thẻ xanh, gia hạn thẻ xanh 10 năm tại trung tâm Potomac là từ 4 tháng rưỡi đến 12 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 14 tháng 8 năm 2020. Đối với đơn xin phát hành thẻ xanh đầu tiên hoặc là thay thế là từ 7 tháng đến 16 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 3 tháng 5 năm 2020. Ký hiệu của các diện hồ sơ bảo lãnh định cư đã nộp đơn Y-130. CR hoặc là IR là vợ chồng con dưới 21 tuổi và cha mẹ của công dân Mỹ. Diện F1, con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. Diện F2A, vợ hoặc chồng và các con nhỏ có thường trú nhân. Diện F2B, con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Diện F3, con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Và diện F4, là anh chị em của công dân Mỹ. Đối với đơn Y-130, theo thời gian giải quyết hồ sơ từ 50% đến 93% lượng hồ sơ mà sở di trú cập nhật, thì diện CR1, CR2, IR1, IR2 và IR5 là các diện bảo lãnh, vợ chồng và con nhỏ dưới 21 tuổi còn độc thân và cha mẹ của công dân Mỹ. Tại trung tâm California, thời gian giải quyết hồ sơ từ 23 tháng rưỡi đến 30 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ với sở di trú là ngày 19 tháng 2 năm 2019. Tại trung tâm Nebraska là từ 1 tháng rưỡi đến 7 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 28 tháng 1 năm 2021. Tại trung tâm Potomac, từ 13 tháng đến 17 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 11 tháng 4 năm 2020. Và tại trung tâm Texas, từ 9 đến 11 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 23 tháng 9 năm 2020. Tại trung tâm Vermont là từ 32 tháng đến 41 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 24 tháng 3 năm 2018. Đối với hồ sơ bảo lãnh diện F1, là người có quốc tịch bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi. Tại trung tâm California,
Thời gian giải quyết hồ sơ là từ 37 tháng rưỡi đến 48 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ với sở di trú là ngày 23 tháng 7 năm 2017. Tại trung tâm Nebraska, từ 7 tháng rưỡi đến 9 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 12 tháng 11 năm 2020. Tại trung tâm Potomac, từ 22 tháng đến 29 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 11 tháng 4 năm 2019. Tại trung tâm Texas, từ 9 đến 11 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 23 tháng 9 năm 2020. Và tại trung tâm Vermont, từ 48 tháng rưỡi đến 63 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 6 tháng 6 năm 2016. Đối với hồ sơ nộp đơn bảo lãnh diện F2A, là thường chủ nhân bảo lãnh vợ chồng và con nhỏ dưới 21 tuổi còn độc thân. Tại trung tâm California, từ 23 tháng rưỡi đến 30 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ với sở di trú là ngày 19 tháng 2 năm 2019. Tại trung tâm Nebraska là từ 1 tháng rưỡi đến 7 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 28 tháng 1 năm 2021. Tại trung tâm Potomac, từ 22 tháng đến 29 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 11 tháng 4 năm 2019. Tại trung tâm Texas, từ 1 tuần đến 7 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 28 tháng 1 năm 2021. Tại trung tâm Vermont, từ 19 tháng đến 24 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 24 tháng 8 năm 2019. Đối với hồ sơ nộp đơn diện F2B, là thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi. Tại trung tâm California, từ 53 tháng rưỡi đến 69 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 17 tháng 11 năm 2015. Tại trung tâm Nebraska, từ 51 tháng đến 66 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 25 tháng 2 năm 2016. Tại trung tâm Potomac, từ 22 tháng đến 29 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 11 tháng 4 năm 2019. Tại trung tâm Texas, từ 1 tuần đến 7 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 28 tháng 1 năm 2021. Tại trung tâm Vermont, từ 46 tháng đến 59 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 14 tháng 9 năm 2016. Đối với hồ sơ nộp đơn bảo lãnh diện F3, là người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh con đã lập gia đình. Tại trung tâm California, thời gian giải quyết hồ sơ là từ 106 tháng đến 137 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 22 tháng 3 năm 2010. Tại trung tâm Nebraska, từ 102 tháng đến 133 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 13 tháng 8 năm 2010. Tại trung tâm Potomac, từ 22 tháng đến 29 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 11 tháng 4 năm 2019. Tại trung tâm Texas, từ 9 tháng đến 11 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 23 tháng 9 năm 2020. Tại trung tâm Vermont, từ 48 tháng rưỡi đến 63 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 6 tháng 6 năm 2016. Đối với diện F4 là bảo lãnh anh chị em của công dân Mỹ. Tại trung tâm California, từ 129 tháng rưỡi đến 168 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 25 tháng 8 năm 2007. Tại trung tâm Nebraska, từ 123 tháng đến 160 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 4 tháng 5 năm 2008. Tại trung tâm Potomac, từ 22 tháng đến 29 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 11 tháng 4 năm 2019. Tại trung tâm Texas, từ 9 tháng đến 11 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 23 tháng 9 năm 2020. Tại trung tâm Vermont, từ 89 tháng đến 116 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 9 tháng 1 năm 2012. Đối với đơn Y-140
nộp đơn xin visa diện lao động EB3, lao động không kỹ năng và phổ thông. Đây là diện lao động mà nhiều cô chú và các anh chị ở Việt Nam mình nộp đơn. Tại trung tâm Nebraska là từ 1 tuần đến 11 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 6 tháng 10 năm 2020. Và tại trung tâm Texas là từ 7 đến 12 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 10 tháng 9 năm 2020. Và đối với đơn Y-526, nộp đơn xin thẻ xanh diện đầu tư EB5. Tại văn phòng chương trình đầu tư định cư, thời gian giải quyết hồ sơ là từ 32 tháng đến 55 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 16 tháng 1 năm 2017. Lịch giải quyết hồ sơ này của Sở Di trú Điệp sẽ cố gắng cập nhật với cô chú và các anh chị vào mỗi ngày 26 hàng tháng để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share, chia sẻ để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.